Xin chào các bạn, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu chi tiết đến các bạn một bộ ấm chén được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn với cái dòng men Mã Lão vô cùng đẹp và đẳng cấp. Các bạn có thể nhìn thấy cái chất men của cái sản phẩm này rất là sâu, bóng và màu men thì rất là độc đáo. Chất đất này là được làm từ chất đất tử sa nhá, bên ngoài thì được tráng men hỏa biến với cái tên của nó là Mã Lão. Các bạn có thể nhìn thấy cái chiếc đĩa lót của sản phẩm này. Cái chiếc đĩa lót của sản phẩm, cái chất men rất là đẹp nhá. Cái men này nó có cái độ bóng cực cao, cầm rất là chắc tay. Ở mặt sau đây, cái chất đất là đất màu nâu, từ xa nâu các bạn nhá. Ở dưới đáy của mỗi sản phẩm thì đều có cái logo của Bát Tràng. Các bạn có thể nhìn thấy cái chiếc ấm này, cái dáng rất là độc đáo với cái vòi được làm khá là to nhá. Và cái dung tích của sản phẩm này nó sẽ rơi khoảng tầm 250ml. Đấy là dưới đáy của sản phẩm có logo của nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn và có kèm lồng bên trong là chữ Bát Tràng. Cái chất men các bạn có thể nhìn thấy là sâu, nó đẹp, nó bóng như là kim loại. Các bạn có thể quan sát thấy cái độ phản sáng của nó vô cùng cao. Trong lòng ấm thì không tráng men để mộc gốm, để giúp cho trà của chúng ta nó có cái hương vị thơm ngon. Với cái dáng ấm này thì khá là độc đáo nhá. Cái dáng ấm là dáng trụ với cái vòi được thiết kế rất là độc. Hiện tại thì mình đang quay ở bên trong để các bạn có thể nhìn thấy những cái lỗ đục của cái vòi ấm nhá, được đục rất là nhiều lỗ. Lỗ đục vuông vắn, bên trong lòng thì có màu nâu, không tráng men. Các bạn có thể quan sát thấy lòng ấm thì được làm rất là mịn, phẳng. Nắp ấm thì nắp rất là khít nhá. Đây là cái nắp ấm này. Riêng với cái dòng từ xa này thì cái nắp của nó sẽ được nắp rất là khít. Mọi thông tin chi tiết của sản phẩm thì các bạn có thể bấm vào cái mục mô tả của video. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Toàn bộ những cái sản phẩm này chúng tôi đều ship toàn quốc. Các bạn một lần nữa cùng ngắm nhìn lại bộ ấm chén men Mã Lão vô cùng đẳng cấp. Xin chào các bạn.